Hello anh em, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, lại là mình đây anh em. Hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với con bắn cá đổi thưởng anh em ơi. Giờ này mà vào làm tí bắn cá thì nó lại mát người. Không biết là ở chỗ anh em nó có nóng không. Nhưng mà chỗ tôi, ôi giời ơi luôn anh em ơi. Rồi, hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ một vài kinh nghiệm nhỏ khi chơi bắn cá trên app 68 game bài nhá. Ok, đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất ấy là mình tìm một con app bắn cá, một cái sân chơi cho nó phù hợp với bản thân mình đã, nó uy tín, nó phù hợp với cách chơi của mình. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Thứ hai là mình phân bổ cái đạn như thế nào cho nó phù hợp một tí. Thật sự thì bắn cá nó cũng phải cần gần một chút nhân phẩm nữa anh em. Nếu như mà hên thì gặp những con cá ngon nó nổ liền thì lại ngon, nhưng mà nhiều khi gặp những đàn cá mà như kiểu nó có áo giáp ấy thì mình phải chấp nhận thôi. Cho nên là anh em hãy mới vào thì anh em hãy set up cái mức đạn như thế nào cho nó phù hợp vừa với cái vốn của mình, đừng cao quá anh em nhé, đừng có tham. Anh em đừng có nghĩ là một phát đạn như thế là 10 20k hay 50k thì nó ít, nhưng mà em nhìn xem cái lượng đạn nó ra cái mức như thế, nó ra dày như thế thì tất nhiên là sẽ tiêu tốn khá là nhiều cái vốn của mình rồi, đúng chưa? Rõ ràng luôn, đạn nó ra như thế nó có phải là ra một hai viên một lần đâu anh em, nó ra liên tục như vậy thì tất nhiên là tiền nó sẽ ra nhiều thôi. Mặc dù là một một viên như thế nó ít, nhưng mà nó ra với tốc độ bàn thờ như vậy thì bao nhiêu cũng đi. Nhiều anh em cực kỳ tham luôn, vốn của anh em được có 2 3 củ mà anh em vào anh em chơi mức 100k. Đây vừa nói xong, thanh niên này vốn là 1 củ 8, vào chơi phát 60k. 60k thì với cái tốc độ đạn ra như thế này thì đấy, đúng 15 giây, 15 giây là bay màu, đúng chưa? Và cái cuối cùng nó là cái kinh nghiệm chọn cá nữa anh em ạ. Cái kinh nghiệm chọn cá cũng khá là quan trọng. Thì mình hãy chọn những con cá nào to và cái lượng nổ cao ấy. Đây, cái lượng nhân khi khi nó nổ cao ấy. Đây, đây là cái bách khoa loài cá anh em nhá. Thì anh em hãy nhìn xem, mình sẽ tập trung bắt những con cá ở dãy này. Đây, hai cái dãy cuối này anh em nhá. Ưu tiên hai cái dãy cuối này. Những con cá nhỏ thì tốt nhất là mình đừng có tham gia, làm cái gì mất thời gian, nó không được bao nhiêu, mà có nhiều con nó rất là lì, nó cực lì luôn, anh em bắn mãi nó không nổ đâu. Đấy, và khi nó nổ thì nó chẳng được bao nhiêu hết, cho nên hãy tập trung vào những con cá lớn, những con cá to và những con bot. À, mình mắc mưa con rồng này rồi. Con rồng này thì anh em hạn chế nhá, anh em có thể bắn cá sấu ấy, bắn cá sấu ấy, còn con rồng này anh em hạn chế cho tôi. Mẹ, con rồng này nó khó nổ lắm anh em ạ. Mặc dù nó nổ thì ngon đấy, nhưng mà ơi đây rồi, mày qua nổ ngay phát cuối cùng luôn này, nhưng mà nó cực kỳ khó nổ anh em, cho nên là hạn chế. Con cá sấu này thì có thể, này thanh niên này 1 củ vào chơi 10k thì cũng hơi 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 ấy, chắc là cũng sắp đi đấy, nhìn sắp đi đấy anh em ơi. Ok, được nhờ, làm được cái con cá sấu thì cũng khá là ngon đó. À, chỉ còn cá chép rồi, chắc lần này không bắn rồng nữa. Tính ra lúc nãy nó nổ nhưng mà vẫn lỗ anh em ạ. Con rồng thì cái gì ngon thì nó sẽ nổ lâu rồi, rõ ràng luôn rồi. Bắt đầu thấy là khó nổ đấy, bắt đầu thấy khó nổ đây anh em ơi, bắt đầu thấy khó nổ đấy. Nguy cơ rồi, nguy cơ rồi, chắc là phải dừng lại một tí thôi. Ai giờ ơi, vừa nói dừng lại xong là cho nổ ngay con cá béo đây. Cái bầy này cũng được anh em này, khá là ngon này. À, thanh niên cùng chí hướng với tôi này, nhưng mà xin lỗi nhá, mình ăn rồi, xin lỗi bạn rất là nhiều, bạn ấy đi rồi anh em ơi, ông giáo lại đi rồi. Thật ra bắn cá thì nó cũng có nhiều cái điều khá là thú vị đúng không ạ, đúng không anh em? Bắn cá khá là thú vị, như kiểu trước đây mình hay chơi bắn cá ở những cái bãi bắn cá ấy, khá là cuốn. Nhưng sau này thì nhà nước bỏ đi và tôi thấy là
cũng nên bỏ anh em ạ, nên bỏ vì nó quá lộn xộn đi, nó quá lộn xộn đi. Cho nên là những con app bắn cá đổi thưởng online này nó mới mọc lên, cơ hội thì nó mọc lên. Và tôi cảm thấy là cũng khá tiện lợi, anh em có thể ngồi ở bất kỳ vị trí nào có thể chơi bắn cá được. Trước đây là cứ phải đến những cái chỗ đấy mới chơi được. Cái gì nó cũng có cái hay và cái dở anh em ạ. Đúng không? Tôi xong rồi, lại tham con rồng rồi, lại gãy rồng rồi. Vừa lên cái gãy con rồng mất bô, thêm hai củ nữa, định mệnh luôn. Chán thật sự luôn đấy, chán thật sự cái ông cá này luôn đấy. Không biết là con cá xấu này nó có nổ không đây. Rồi, nhìn màu như thế này thì chắc là lại hụt hẫng rồi. Đây, một thanh niên này cũng khá là ảo tưởng sức mạnh này. Rồi xong, cá sấu đi luôn rồi, cuốn theo chiều gió rồi anh em ạ. Nhìn màu nó biết cuốn theo chiều gió rồi. Chắc là sẽ dừng lại một tí anh em nhá. Và cái con bắn cá đổi thưởng 68 cái bài này ấy, thì song song mình có thể vừa chơi bắn cá vừa đánh tài xỉu. Đấy. Nhưng mà hạn chế thôi nhá. Tôi thì thỉnh thoảng tôi có vào tôi đặt máy tay thôi. Khi nào mà bắn cá mà cảm thấy xui quá thì mình nghỉ một lát đi cho nó qua cái loạt cá đó đi nhá. Mình vào mình làm mấy tay tài xỉu đi. Đây, với cái quả cầu này thì chắc là cũng bệt đấy. Chắc là cũng khá là bệt đấy anh em ơi. Rồi thanh niên làm quả rồng phát là chạy ngay luôn này. Đấy, đánh nó phải như thế anh em ạ. Đánh nó phải như thế. Gọi là chắc kèo. Làm phát 10 củ luôn đi nhờ, cho nó căng. Làm phát luôn. Cho nó xanh chín luôn này anh em ơi. Biết đâu bất ngờ. Ba con một phát thì xong luôn. Ok, húp này. Đấy, đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Đấy. Đấy chính là cái lựa chọn khi mà cá nó khó nổ ấy thì mình sẽ tìm đến tài xỉu thôi. Ủi lát rồi này. Má ơi luôn. Thấy mình qua chơi tài xỉu và là nó giận hay sao ấy. Vãi nhờ. Đây, bắn cá thế này thì bố chơi tài xỉu đúng rồi chứ bắn có nổ đéo đâu. Giờ này là giờ gì rồi em ơi? Giờ này giờ gì rồi? Khá là xui, nhưng mà thanh niên này bắn ngon nhờ. Mình xui nhưng mà thanh niên này rất là ngon luôn. Mình có nhiều cách chơi, mình có nhiều sự lựa chọn anh em ạ. Quan trọng làm sao mà mình có lãi là được. Mình có một nguồn lãi ổn định là được rồi. Còn những vấn đề khác thì mình không cần phải quan tâm nhiều. Đúng không? Màn này thì cá đi nhanh nên là anh em không nên chơi. Đấy là cái kinh nghiệm nhá. Làm hai củ nữa này. Ôi gãy rồi, trời ơi. Má ơi luôn. Mà này cá đi nhanh quá anh em ạ. Cá đi nhanh quá nên khá khó nổ. Thử test thử xem nào. Đấy tôi biết ngay mà. Biết ngay mà. Nổ đi làm ơn. Help me please. Bây giờ ơi. Màu xấu quá anh em ơi. Màu xấu quá anh em ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, bắn cá ngày hôm nay không ổn lắm rồi đấy. Vận may ngày hôm nay là không đến với tôi rồi anh em ạ. Tất nhiên là cũng chưa lỗ nhưng mà cảm thấy cá nó khó bắt anh em ơi. Cảm thấy cá nó khó bắt quá nên là có khi là sẽ dừng lại thôi. Đây thanh niên này bắt khá ngon này. Từ vận may của mình xem nào. Đây rồi. Đến giờ rồi anh em ơi, đến giờ rồi. Đến giờ hoàng đạo rồi. Làm mấy phát nữa đánh nhanh thắng nhanh luôn này. Nổ không? Ui giời ơi, đây rồi anh em ơi, nắm bắt thời cơ thôi. Làm thêm một con nữa là ngon này. Qua bố đợt này rồi anh em ơi, nổ đi. Không nổ rồi. Ui giời ơi. Chỉ cần thêm một con nữa là đủ lãi rồi. Đây này. Cá chép ơi. Nổ đi nào. Ôi giời ơi luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi. Làm được mấy phát biết thế tôi nghỉ bố rồi, lãi 4 củ rồi mà, đúng không? Rồi xong. Lại tham rồi anh em ạ, lại tham rồi. À. Em này. Rồi xong tôi rồi anh em ơi, rồng ơi là rồng. Thôi. Quyết định tay tài xỉu này nữa đi nghỉ anh em ạ. Không chần chờ gì nữa. Mẹ bắn cá. Em thấy đấy. Bắn cá này lúc 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 này lúc kia thế thôi.
Nếu mà hên thì anh em biết rồi, bú liên tục. Còn khi mà đã rơi vào cái vòng thua rồi thì một, ui giời ơi, thôi xong rồi anh em ơi, thôi xong rồi, xong tôi rồi anh em ạ, xong tôi rồi, mẹ luôn này. Ôi giời ơi, cá sấu này, cá sấu nó cũng không chịu nộ luôn này. Xong 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 đen rồi anh em ơi, đen rồi, đen rồi má. Cười người lúc trước hôm sau người cười. Thôi hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây anh em nhé, hôm nay sẽ dừng lại tại đây, khá là xui. Đường link tôi sẽ để ở phần mô tả đấy, anh em hãy vào test thử xem, rút ra từ những kinh nghiệm chơi của tôi để luôn luôn có những trải nghiệm thành công nhất có thể anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.